Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình có cái cây cây sứ thần tài, sứ ghép thần tài san hô nè các bạn. Thì hôm nọ giờ mình chiết cho nó cũng lâu lắm rồi. Nay bộ rễ nó ra thế kiếp luôn các bạn này. Rễ ra mà không có biết đường, cái này là bẻ không đường nữa rồi các bạn. Tại vì nó cái chỗ mình chiết nè, thì nó lớn quá, cái này mình để cũng để hơi lâu, bởi vì nó có trái nè các bạn, lúc nó có rễ rồi cái nó ra trái, cái mình mới thấy vậy mình để luôn, để cho trái nó già đi rồi mình mới hạ xuống được chứ các bạn. Còn nếu mà không mình hạ mà trái nó chưa già thì nó sẽ bị hư các bạn ơi. Với lại cái bộ tàn của nó là cái nó năm sáu tược này nè, năm sáu tược san hô này nó cũng lớn lắm. Thử ra mình cũng muốn để cho nó bộ rễ nó nhiều thật nhiều á, để cho nó lúc mà mình hạ nhánh chiếc xuống thì nó mới đủ sức nó nuôi được cái bộ tàn này các bạn. Rồi thì hôm qua là mình đã xịt nước cho nó trôi hết cái chất chồng đi rồi các bạn, ra được có tí xíu ngay đây này. Để mình mới cái này là bẻ không được rồi, mình phải bọc bọc thọc con dao vô để mình cắt nó chút xíu các bạn, để nó có gì mình bẻ nó dễ, chứ còn để như vậy là bẻ cứng lắm, bẻ không được, cái cốt này nó quá lớn đi. Giờ mình sẽ thọc con dao từ đây qua kia, mình lắc qua lắc lại tí xíu rồi nó có cái vết ở giữa rồi, nên mình bẻ thì nó dễ hơn các bạn. Thì muốn muốn thọc con dao vô thì các bạn phải tìm một cái chỗ nào để cho nó hở để mình mới thọc con dao được nha các bạn nhé. Còn chung quanh đây là rễ nó kín hết rồi, không thể nào mà thọc dao được chỗ khác nữa. Mình thọc làm sao mà đừng có để cho nó đụng vô mấy cái rễ này, đó cái lưỡi dao nó đụng vô rễ đó là hư. Cái chết nguyên cung này nó lớn quá. Lớn quá cho nên mình phải cho cái thọc con dao vô để mình lắt qua lắt lại các bạn, để cho nó có một cái vết cắt bên trong ở giữa nha các bạn, để mình bẻ nó mới dễ. Chứ còn cái vết này nó cái cốt này nó lớn lắm, mình thử ra bẻ không có dễ đâu. Đó, mình lắp con dao vô cái là mình bẻ được này các bạn. Để lâu nó ra bộ rễ như vậy nó mình trồng xuống nó mới bảo đảm hơn các bạn ạ. Đó, mình lắc qua lắc lại cái nào nó đứt hết rồi. Đơn giản các bạn. Đó, các bạn thấy là cái vết cắt của nó quá lớn không? Cái vết cái chỗ mà khắc màu vịt của nó rất cái chỗ mình chốt của nó là lớn lắm, thành thử ra mình phải thọc cái con dao vô đó, nó có sánh một cái vết rồi là mình mới bẻ nó dễ nha các bạn nhé. Thì bây giờ cái này là mình sẽ bôi keo 5-2 vô nha các bạn. Đó, mình bôi keo 5-2 chỉ để cho nó bít cái vết cắt này đi nha các bạn nhé. Mình trồng xuống nó mới không bị ngấm nước, bôi cho nó dày dày chút. Đó, bôi keo lần hai, bôi chút vết cắt nha các bạn. Đây là các bạn, thì mình đã bôi keo cho nó khô rồi nha các bạn nhé. Đó, nó khô rồi thì mình trồng được luôn. Nhưng mà mình vẫn phải đề phòng nó nha các bạn. Vẫn phải cắt cái chắc mình phải lấy cái này nè. Mình cho vô đây. Để cho lúc mà mình trồng xuống một ít thôi, mình trồng cái lúc mình tưới vô các bạn, nó không có ngấm vô cái vết thương được. Vết thương này mới cắt xong mà nhổ mà trồng liền nó nguy hiểm lắm các bạn ạ. Thử ra mình cũng phải đề phòng nó. Còn lá của nó thì ngắt bớt đi, cái bộ tàn này nó dày lắm, thành thử ra nó nuôi cũng bộ rễ này nó nuôi cũng vất vả lắm. Thử ra thôi, đằng nào cũng phải ngắt bớt đi à các bạn, nuôi không nổi thì lá nó cũng bị rụng đi à. Mình chừa một ít lá cho nó thôi.
cái nhánh nào nó cũng bằng cái ngón út nữa các bạn. Bộ tàn của nó dày xuống tới dưới này luôn nè, mình ngắt đi một đợt rồi. Hôm nay mình ngắt tiếp. Rồi thì mình chừa cho nó bằng này lá nha các bạn nhé. Bằng này cũng nhiều lắm rồi nè. Bây giờ bắt đầu là mình trồng xuống. Thì mình cũng đắp cái ụ để cho mình bung cái bộ rễ nó ra nha các bạn. Cái này thì mình đặt lên đây đi. Rễ quá chừng luôn các bạn ạ. Rễ cũng tiếp luôn. Nay tại vì mình thấy cái cây này cái bộ rễ của nó quá nhiều quá cho nên là mình mới quay clip lên mình chia sẻ với các bạn xem. Thì mình có trồng xuống thì mình cũng phải cột cho định vị cái cây này cho nó chắc nha các bạn nhé, đừng có để cho nó lung lay. Với lại cái chất trồng của nó tơi xốp á, rễ nó chưa có bám đất nó ăn được, cho nên là mình phải cột định vị cho nó. Rồi các bạn ơi, thì mình đã dàn cái cây này xong rồi, nó vững cái cây luôn nha các bạn, chưa cho chất trồng mà nó cái cây của nó cũng đã cứng rồi nè. Các bạn thấy mấy cái nhánh san hô của nó bè nè, biết không? Thì nó lên được 5 nhánh san hô các bạn ạ. Còn một cái nhánh này nó bị bể nè, bể san hô nó ra bông. Ra bông rồi cái nó ra trái, mà trái nó nhỏ lắm. Trái nó nhỏ chắc được mấy hạt. Trong cái thời gian chờ đợi trái nó, cho nên là mình mới để cái bộ rễ của nó vậy nè các bạn. Nó chờ, tại vì lúc mà nó bắt đầu nó ra rễ rồi thì trái nó mới ra. Đó, thử ra mình để chờ đợi cho đến lúc trái nó già rồi giờ mà mình mới cho nó xuống thì bộ rễ nó khủng khiếp quá. Mà không sao các bạn, nếu mà bộ rễ nó như vậy thì mình trồng xuống thì nó hút chất lên nó mới nuôi được cái bộ tàn dày này nha các bạn nhé. Thì mình cũng đã cắt rồi, mình đã lấy cái nắp mình cắt rồi, cái chỗ vết thương nó rồi. Tuy là bôi keo nhưng mà mình vẫn phải đề phòng cho nó nha các bạn, chứ không có để cho nước ngấm vô ngay bây giờ được đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô nó cái chất trồng nó ẩm nè các bạn. Mình vô ở bên dưới, cái chất trồng nó ẩm mình lấp ở bên dưới nha các bạn nhé, để cho bộ rễ nó có cái chất ẩm, bắt đầu là nó sẽ hút lên nó nuôi lá luôn được. Thay vì bón cái chất trồng khô thì nó sẽ khừng lại các bạn ạ. Nó sẽ không nuôi được lá nó nữa, nó sẽ từ từ nó rụng hết lá đi, bắt đầu nó mới phát triển lại. Đó thì các bạn đắp như vậy. Còn cái bên trên này thì có thể là các bạn lấy chất trồng khô. Chất trồng khô để lấp cái bộ rễ này nha các bạn nhé. Rồi không có tưới, để một tuần sau mình mới tưới nha các bạn. Còn trong cái thời gian này thì mình chỉ có phun sương cho nó ẩm ẩm cái chất trồng thôi, chưa có tưới mạnh được đâu. Ẩm ẩm cái chất trồng rồi phun lên lá, lên thân cho nó để cho nó mát cây đó các bạn. Đó, giờ mình lấp hết cái rễ nó bằng cái chất trồng khô nha. Rồi ít bữa nữa chắc là mình phải lấy cái gì mình quay lại các bạn, để mình còn lấp chất trồng nữa vô các bạn. Tại vì trong những cái ngày này nè, mình mới có hạ xuống liền, cho nên là mình còn phải đang đề phòng nó, không có để cho nước nó ngấm từ dưới, nó ngấm lên, nó ngấm vô nha các bạn nhé. Rồi đó, mình thấy bộ rễ nó khủng khiếp không? Nay mình thấy bộ rễ nó đẹp quá cho nên mình quay lên chia sẻ với các bạn. Này chắc mình phải lấy cái gì nó cao. Đó thì mình sẽ phải quay lên nha các bạn nhé. Mình quay lên cho nó cao, be nó lên. Rồi mình cho thêm chất trồng vô. Các bạn đừng có nén chất trồng nha các bạn nhé. Thì cái cây nó giữ chắc được rồi, nén xuống là nó bị đứt rễ đó. Cái rễ của nó, rễ bay, rễ cám nó còn non đó. Cho một lớp để nó lấp cái rễ nó, để cho cái rễ nó đừng nó khô đó các bạn.
rồi. Đó, thì hôm nay mình có thấy cái cây này nó rễ nó ra đẹp quá, mình lại quay lên chia sẻ cho các bạn tham khảo nhé. Đó, cách mình cũng xuống cái nhánh chiết như vậy, cho các bạn có nhánh chiết để các bạn hạ nhánh chiết xuống để cho nó tròn vẹn nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Rồi là các bạn ơi, sau một thời gian thì em nó đã phát triển khỏe rồi nè các bạn. Thì mình phải chăm, vấn đề đầu tiên là chăm nước cho nó là kỹ lắm nha các bạn. Nó chỉ có phun sương ẩm ẩm thôi. Khi mình thấy mà nó đã phát triển rồi thì mình mới tưới nha các bạn. Chứ mà trồng xuống mà tưới ngay là nó hay bị hư bộ rễ lắm nha các bạn. Thì hôm nay mình đã chăm cho nó phát triển khỏe rồi. Hôm nay thì mình cũng có một anh bạn, anh ở trong thành phố nè, đặt mình cái cây này, hôm nay mình cũng giao cho anh rồi, đó mình giao cho anh rồi, em lên trồng một cái chậu đẹp cho nó, cho các cây này các bạn, để cây lên cái chậu đẹp rồi, đó ngày hôm nay em nó đã về nhà mới rồi các bạn ạ, về với chủ mới, thì hôm nay mình cũng chia tay em nó thì mình cũng đem lên cho anh trồng ở đây rồi mình cũng quay lại để mình đăng lên cho các bạn xem, thì có những cái cây mình chiết nguyên cung á, xuống mình chơi zin thì cái cây của nó sẽ được cái bộ tán nó đẹp nha các bạn, nó nhiều, thay vì cái cây này mình chiết làm 6 nhánh xuống nhưng mà mình chiết một cung thì nó được có một cây thôi, thì cái cây thì nó cũng có giá trị nha các bạn nhé. Cây zin đó, thần tài san hô này, nó lên được 6 nhánh thì 5 nhánh bẹ, một nhánh thì nó bị bể bẹ, nó ra nó đâm nhiều tược đó các bạn. Đó, cây này rất đẹp luôn các bạn nhé. Rồi, mình cũng xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn. Rồi, mình xin chào.